Kính thưa anh chị em, đây là một chuỗi các phép lạ mà Đức Giêsu Kitô đã làm trong thời gian Ngài đi rao giảng tin mừng nước Thiên Chúa. Trong thời gian Đức Giêsu Kitô đi rao giảng tin mừng, Ngài đã làm rất nhiều phép lạ để củng cố niềm tin của các môn đệ đi theo Chúa. Anh chị em biết rằng các môn đệ đi theo chân Chúa không phải là môn đệ nào cũng hiểu tất cả những điều Chúa Giêsu đã làm, ngoại trừ ông Gioan là người đã được Chúa Giêsu yêu mến một cách rất đặc biệt. Ông đã hiểu rất rõ những điều Đức Giêsu Kitô đã nói và ông đã viết ra tin mừng thứ tư. Chính vì vậy mà chỉ có Gioan là người hiểu Chúa Giêsu nhất, bởi vì Chúa Giêsu thương mến Gioan nhất. Thương mến ở đây anh chị em biết rằng không phải Chúa Giêsu không công bằng, nhưng mà chỉ có Gioan là người sống chưa có gia đình, tức là còn sống độc thân. Cho nên Chúa Giêsu rất yêu mến những người được thánh hiến. Chính vì vậy mà Chúa Giêsu đã cho Gioan biết nhiều sự. Chúng ta thấy nếu đọc tin mừng của Đức Giêsu Kitô, chúng ta sẽ thấy rất rõ điều đó. Vì thì cái phép lạ mà Đức Giêsu Kitô làm trong ngày hôm nay, trong đoạn tin mừng của Thánh Matthew mà chúng ta vừa nghe đọc, cho chúng ta thấy một điều rất đặc biệt. Điều đó là tự lòng tin. Chúa Giêsu nhấn mạnh một câu: thấy đức tin của họ. Thấy đức tin của họ ở đây là thấy đức tin của cái người bất toại nằm ở trên cái giường, đồng thời những người khiêng cái người bất toại này. Tất cả những người đó đều có đức tin cả, và đức tin của họ đã minh chứng để Đức Giêsu Kitô làm phép lạ cho họ. Vậy thì làm phép lạ để cứu chữa một người bất toại, làm cho người bất toại đi lại bình thường, đó là phép lạ lớn. Bởi vì chúng ta thấy rằng ngay đối với y khoa ngày hôm nay tối tân như thế nào, cái người bất toại không phải là người dễ chữa, không phải là người dễ chữa chỗ nào được cả. Và chúng ta khi thấy điều đó, chúng ta nhận ra rằng quyền năng vô biên của Đức Giêsu Kitô. Chúng ta sống ngày hôm nay cũng vậy thôi, thưa anh chị em. Chúng ta đã nhận được nhiều ơn của Chúa. Nhiều khi chúng ta bị bệnh hoạn tật nguyền, chúng ta bị nhiều cái bệnh hiểm nghèo trong đời sống của chúng ta. Nhiều khi chúng ta cảm thấy thất vọng, chúng ta cảm thấy ê chề vì tại sao Chúa lại không can thiệp, Chúa không chữa lành cho chúng ta. Nhưng thực tế anh chị em, nếu chúng ta suy nghĩ về cái mầu nhiệm đặc biệt mà Thiên Chúa làm cho con người chúng ta sẽ thấy không phải là người nào Chúa cũng chữa lành hết những cái bệnh mà người ta mắc, chẳng hạn như người mắc bệnh ung thư, chẳng hạn như vậy, những người mắc cái bệnh gì thật nặng, bệnh đột quỵ chẳng hạn như thế. Chúa Giêsu chúng ta thấy rằng mà người ta chết vì những cái bệnh đó, chúng ta thấy rằng tại sao Chúa Giêsu không chữa họ. Vâng, Chúa Giêsu vẫn tiếp tục chữa, nhưng để chứng tỏ quyền năng của Chúa thì không phải người nào cũng được cái ơn đặc biệt là được chữa lành. Không phải như vậy, thưa anh chị em. Nếu chúng ta suy nghĩ vào cái mầu nhiệm, chúng ta thấy cái mầu nhiệm rất là khó hiểu. Nhưng mà nếu chúng ta có đức tin, chúng ta vẫn có thể hiểu được. Bởi vì Chúa muốn làm cho chúng ta hiểu được cái sự thâm sâu của Chúa, cái lòng yêu thương của Chúa. Đồng thời Chúa muốn làm cho chúng ta thấy được cái tình yêu của Chúa được diễn tả ra bằng cách Ngài cứu vớt mọi người. Cứu vớt mọi người ở đây bằng cách cứu vớt cái tâm hồn của họ, cái linh hồn của họ, của con người chúng ta. Chúa
cứu vớt thân xác của chúng ta thì Chúa vẫn cứu vớt, nhưng không phải mọi người đều như nhau. Có những người sinh ra đã bị đau ốm ngay từ lúc sinh ra cho tới lúc chết. Họ mang một cái bệnh rất là hiểm nghèo, chẳng hạn như thế. Có nhiều người, tôi đã chứng kiến một người nằm trên giường bệnh 40 năm. Và tôi đã sức dầu nhiều lần cho cái người đó. Vậy thì nằm ở trên giường 40 năm, tôi hỏi họ rằng, chị ơi, chị có buồn không? Cũng may là chị đó không có gia đình. Chị nói rằng, thưa cha, nếu mà theo đúng cái ý nghĩa của con người thì buồn lắm chứ. Nhưng mà con nằm nhiều năm rồi, con chấp nhận và con vẫn tin vào Chúa. Con luôn luôn bám chặt lấy Chúa, không bao giờ con dám xa rời Chúa. Và cái câu trả lời đó làm cho tôi suy nghĩ trong đời sống linh mục của tôi, thưa anh chị em. Lúc đó tôi còn trẻ, rất trẻ. Và khi suy nghĩ trong đời sống linh mục của mình cho tới ngày hôm nay, ở trong sứ vụ linh mục 47 năm, tôi suy nghĩ rằng tôi đã gặp rất nhiều trường hợp trong đời sống của con người. Và tôi đã sức dầu cho rất nhiều người. Có những người sức dầu rồi chết, nhưng có những người sức dầu rồi sống 10 năm, 20 năm nữa. Đó là cái ơn Chúa ban cho từng người. Và khi Chúa ban cho từng người như thế, chúng ta phải cảm ơn Chúa. Mỗi người chúng ta cảm ơn Chúa vì những hồng ân đặc biệt Chúa ban cho chúng ta. Anh chị em thấy rằng có nhiều anh chị em rất là trẻ, chúng ta rất là vui vẻ trong cuộc sống của chúng ta rất là hồn nhiên. Nhưng mà nhiều khi chúng ta bị một cái bệnh nào ở trong người đó, rồi chúng ta sẽ qua đi. Chúng ta thấy cái con người chúng ta mau qua lắm. Không ai nói rằng chúng ta sẽ sống mãi mãi được. Không ai nói rằng chúng ta sẽ sống từ ngày hôm nay, chúng ta biết ngày hôm nay mà thôi. Lúc này chúng ta biết lúc này mà thôi. Còn tới cái lúc khác chúng ta không biết được. Thì đó là cái mầu nhiệm lớn, lớn lao lắm anh chị em. Chúng ta phải suy nghĩ cái mầu nhiệm đó để chúng ta nhận ra đoạn tin mừng ngày hôm nay nói chúng ta nhiều chuyện. Đức Chúa Giêsu đã xuống thuyền vượt biển để làm gì? Để về cái thành của mình, cái nơi mà Chúa Giêsu cư ngụ, cái nơi đó Chúa Giêsu thường làm việc phép lạ. Chúa Giêsu về cái đó, nơi chỗ đó để nghỉ ngơi một chút thôi, bởi vì Chúa Giêsu đã quá mệt nhoài khi làm việc suốt ngày và suốt đêm nữa. Chúng ta cầu xin cho mỗi người chúng ta càng lúc càng yêu mến Chúa nhiều hơn. Và khi chúng ta yêu mến Chúa nhiều hơn, chúng ta cũng biết yêu mến anh chị em của chúng ta. Amen.